Phiên họp lần thứ nhất và lễ ra mắt Ban chỉ đạo chương trình chuyển đổi năng lượng bền vững Việt Nam EU SETP với sự tham dự của Đại sứ Liên minh châu Âu và lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam đã chính thức khởi động các hoạt động của chương trình. Chương trình SETP với khoản viện trợ ODA không hoàn lại trị giá 142 triệu euro khẳng định sự hợp tác chặt chẽ và cam kết lâu dài của EU cho mục tiêu chuyển đổi năng lượng bền vững của Việt Nam hướng đến phát thải bằng không vào năm 2050. Nguồn ODA của chương trình sẽ góp phần hỗ trợ Việt Nam triển khai các nhiệm vụ thuộc chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, chiến lược phát triển năng lượng tái tạo, hệ thống thông tin năng lượng Việt Nam. Chương trình này cũng hướng tới sự hợp tác toàn diện và bền vững giữa Việt Nam và EU. Phía EU cam kết chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ giải quyết các thách thức mà Việt Nam gặp phải trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Chương trình SETP là hỗ trợ cuối cùng trong lĩnh vực trọng tâm là năng lượng bền vững của chương trình hỗ trợ đa niên cho Việt Nam.